Ok. Nào, bà. Hôm nay này thì hôm nay cái vấn đề của mình sẽ là mình sẽ tính nguyên hàm của hàm số này, nguyên hàm của 2x cộng 3 mũ 7. Đây, mình sẽ tính nguyên hàm của hàm số này. Rồi, thì vấn đề gì? Vấn đề xảy ra ở đâu? Nếu mà mình chỉ có bài hôm trước thôi thì báo trước, nếu mà mình làm cái này mình phải làm cái động tác gì? Đó là mình phải bung hết ra đúng không? Thẳng thức ra đúng không? Nhưng mà thứ nhất đó là đây mũ 7 là mũ rất lớn, nhiều bạn không biết mũ 7 là ra được hàm thức ra là cái gì cơ. Đó, bây giờ nhân bung ra nó cái việc gần như là không thể. Mình nhân bung ra đó, vậy thì ở đây mình có một ý tưởng nhá, là như này, đó là bây giờ mình không coi hàm số ẩn x nữa, mình sẽ không coi hàm số ẩn x nữa, bởi vì nếu mà coi hàm số ẩn x thì mình phải nhân bung hết hàm thức ra, mình đưa về cộng trừ ấy, mình đưa mình những cái cộng trừ xong mình nguyên hàm từng cái một. Nhưng ở đây mình sẽ không nhân bung ra nữa mà mình sẽ coi hàm số ẩn u của mình chính là 2 cộng 3. Đó, và bây giờ mình sẽ đẩy cái, mình sẽ đổi cái nguyên hàm này về nguyên hàm của dạng u mũ 7. Nhưng mà thầy bảo rồi, cái đuôi dx thì ở đây là mình đã tính ở dx đúng không? Thì bây giờ mình coi là u thì đây phải đuôi gì nhỉ? Du. Đó, thì đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn mọi người cách mà mình sẽ chuyển từ cái dx, chuyển từ đuôi dx này về cái đuôi du như thế nào. Đó, và sau khi mình chuyển về du rồi thì nó thành là u mũ 7 không? Đây là u nhá. Là u 7 đuổi cái này về du này thì thành dạng cơ bản thôi. U 7 du thì bằng gì nhỉ? 1 phần mấy? 1 phần 8 u mũ 8 cộng c không? Đó, thì đây là cái bài hôm nay nguyên hàm của hàm hợp. Là mình sẽ không coi hàm số ẩn x nữa mà mình coi hàm số ẩn u. Và khi mà coi ẩn u xong thì nó đưa về những cái công thức cơ bản. Ví dụ đây, u mũ 7 du nhá thì là 1 phần 8 u mũ 8 cộng c. Rồi, ok, phần đầu tiên này, phần A của lý thuyết. Đó là công thức đổi từ dx sang du. Đổi từ dx sang du thì mình được dx bằng du và chia cho u phẩy nhá, thì bằng du và chia cho u phẩy. Ví dụ ngay câu kia mình có dx đúng không, nhưng bây giờ mình muốn chuyển nó thành du. D của cái gì nhỉ? Mình đặt u là 2x cộng 3 đúng không, thì đây phải từ dx này sang d của 2x3 thì phải chia cho u phẩy. Đạo hàm cái này đấy, đạo hàm cái này bằng 2x3 là bằng 2. Ví dụ nữa nhá, bây giờ ví dụ mình coi sin là u đi, mình coi sin x là u, vậy đây là d của sin x thì phải chia cho gì? U phẩy chia đạo hàm thôi, sin mình đúng rồi. Đạo hàm của sin thì là cốt thôi nhá, không phải trừ cốt nhá. Nguyên hàm thì mới là trừ cốt nhá. Rồi tiếp, bây giờ thầy coi u là x đi. Thì phải chia dx bằng d chia cho x luôn, u phẩy là x luôn. Đó, một số cái ví dụ cho mọi người hiểu. Rồi. Và sau khi các bạn chuyển từ dx sang du rồi. Sau khi mọi người chuyển từ dx sang du rồi thì nó sẽ trở thành những cái nguyên hàm cơ bản thôi, nó sẽ trở thành một trong 10 cái công thức nguyên hàm cơ bản mình đã học ở buổi 1, thì mình cũng nhắc lại một lần nữa nhé, coi như là ôn lại luôn. Mình có phần số 2 này là các công thức tính nguyên hàm cơ bản, các cái công thức tính nguyên hàm. Công số 1. Bây giờ mình không dùng ẩn x nhá, mình u nhá. Vì bây giờ mình sẽ đổi mà, mình không coi lại hàm số ẩn x nữa, mình coi hàm số ẩn u rồi. Thì công số 1 này đó là u mũ n du nhá. Đó, số 2, 1 trên u du thì bằng 1 trên x dx bằng gì nhỉ? 1 trên x dx thì bằng len, 1 trên u du thì bằng len. Số 3, nguyên hàm của 1 du, ông trước là nguyên hàm của 1 dx thì được gì? Nguyên hàm của 1, cái gì đảm bảo được 1 nhỉ? X. Vậy bây giờ 1 du thì được u. X thì được x đúng không? Nguyên hàm của 1 du thì mình được u. Số 4, nguyên hàm của 1 trên u bình du bằng
nhớ lại nào, nguyên là một một trên u bình thì bằng trừ một trên u số 5. Nguyên hàm của a mũ u nhá thì phải du thì bằng a mũ u chia len a nhá cộng c, đều là những công thức buổi trước thôi, mình nhắc lại một lần nữa mình ôn lại. À, bình thường mọi người sẽ phải làm khoảng nhớ khoảng độ nghe va chạm với nó 3 lần trong những cái bài có thể là bài kiểm tra hoặc là bài tổng ôn khoảng độ 3 lần thì mọi người sẽ mới nhớ được cái kiến thức. Nguyên hàm của e mũ u đều nguyên hàm của e mũ x thì được e mũ x, nguyên hàm của e mũ u đều thì phải là e mũ u cộng c thôi. Số 7. Nguyên hàm của sin x, đây là sin u nhá, của sin x nữa mà là sin u du thì bằng nguyên hàm của sin u thì bằng trừ cos u cộng c. Số 8. Nguyên hàm của cos u thì bằng thì nhà kia nhỉ sin u cộng c. Số 9. Số 9 nguyên hàm của 1 trên cos bình u du thì bằng châu nhỉ 1 trên cos bình u c. Số 10 nguyên hàm của 1 du thì bằng gì nhỉ trừ cos a cộng c. Lại buổi trước đây là 10 công thức mình học trong buổi trước rồi. Nào bây giờ mình đi luyện tập này trong buổi hôm nay. Bây giờ đầu tiên nhá, đó là mình phải một cái hàm số thì mình nên coi như là u đã, và sau đó mình đổi từ d sang du, đổi từ d sang du này, đó, và sau đó thì nó sẽ được một trong 10 dạng cơ bản này. Thế mà một công thức mà thôi. Là hôm nay với cho mọi người, thầy sẽ làm mẫu ba câu này, xong rồi thì mọi người sẽ làm tiếp. Nào, ngồi tập trung nhá, thầy làm mẫu ba câu này. Câu đầu tiên, đây, 2 trừ 3 mũ 5 dx. Thì nếu mà mình chỉ có buổi hôm trước thôi thì bắt buộc phải nhân bung này ra. Nhân bung này ra nhờ mũ 5 ấy, cũng khá là lớn rồi, thì mình cái việc nhân bung ra là gần như là không thể. Đó, vậy thì ở đây câu này mình sẽ làm như sau này. Đó là mình không coi hàm số ẩn x nữa, mà mình coi hàm số ẩn u. U của mình chính là 2 trừ 3. Vậy thì từ đây mình sẽ được này. Nhưng mà chú ý nhá, coi ẩn u thì đuôi cái này không phải là dx nữa mà phải là du nhá. Mình coi ẩn u thì đây phải là du. Đó thì nó sẽ được là 2 trừ 3 mũ 5 này. Đây là d của 2 trừ 3. Rồi nhưng mà từ dx sang du thì phải chia cho u phẩy nữa. Từ dx sang du phải chia cho u phẩy. Là đây là chia cho đạo hàm của 2 trừ 3 mình sẽ được là số 2. Rồi. Ở bài đây, bài đầu tiên nhá, thì làm rất từ này. Thầy rút hệ số ra ngoài cho dễ nhìn nhá. Rút 1 phần 2 ra ngoài, hệ số là 1 phần 2 nhá. 1 phần 2 này. Hệ số mình giữ nguyên đúng không? Mình rút ra ngoài. Cho nó gọn. Đấy, cho mình được là 2 trừ 3 mũ 5 D của 2 trừ 3. Rồi. Và đây chính là U mũ 5 DU. U mũ 5 DU. Đó. Thì U mũ N DU đây. U mũ N DU thì nó là 1 trên N cộng 1 đúng không? Vậy nó sẽ là 1 phần 2 nhân với 1 phần 7 nhá. 1 phần 6 U mũ 6 cộng C. Rồi, thêm một dòng nữa. 1/12. Bài đầu tiên thì làm từ từ nhá, bài sau thì cắt bớt đi. Làm câu hỏi chắc chỉ hai dòng thôi. Đây. Đó. Tiếp IB mà nào bạn cảm thấy vẫn chưa ok lắm thì làm tiếp IB này. IB 1 trừ 3 x mũ 100 dx. Rồi, cái đuôi dx này thì mình đang hiểu là hàm số hay tính theo ẩn x. Và muốn tính hàm số theo ẩn x thì bắt buộc mình phải nhân bung ra như bài buổi 1. Đó, nhưng mà cái việc mũ 100 ở đây thì chắc chắn là không thể rồi. Nhân bung vào rồi, nó quá to. Đó, mũ 2 thì mình còn nghĩ tới nhân bung vào được nhá. Mũ 3 nhân bung vào được, nhưng mà mũ 100 thì rất là khó rồi. Vậy thì câu này mình sẽ không coi hàm số ở ẩn x nữa. Và mình coi hàm số ở ẩn u nhá. U của mình chính là 1 trừ 3 x. Đó, vậy thì đuôi ở đây không phải là dx nữa, mà là phải là d của 1 trừ 3 x. Phải đổi với đuôi cả du. Vậy thì đây mình sẽ được này. 1 trừ 3 x mũ 100 thì đây phải là d của 1 trừ 3 x.
Rồi nhưng mà từ đấy thì mình phải chia u phẩy nữa. Đây là chia cho bao nhiêu nhỉ? Đạo hàng của 1 trừ 3x là à, 1 hết nhá, đạo 1 trừ 3x thì là đạo hàng nhá. Là trừ 3. Rồi và nó sẽ bằng ở đây thì ra kết quả cuối cùng luôn này, mọi người cố gắng nhẩm nhiều hơn để tính toán là hoàn toàn nó sẽ tốt hơn. Hệ số bao nhiêu nhỉ? Hệ số bao nhiêu? Trừ 1/3, 1/3 rút ra ngoài này. Nhân với cả u mũ 100 du thì bằng là 1/101 đó. U mũ 101 đúng không? Vậy ở đây nó sẽ là trừ 1/303. U mũ 101. Đây nhá. Đó. Rồi, tiếp ý C. Nào mọi người tập trung ý C này. Thì ý C này, mình nên coi u là gì đây? Ở đây thì trông nó cũng khá là cồng kềnh đúng không? Thì đây mình chọn u nó chính xác nhất thì bạn biểu thức này nó sẽ giúp bạn đi rất là nhiều thứ. Và trông nó đúng là một trong 10 cái cơ bản này luôn. Thì ở đây các bạn kinh nghiệm mình chọn này, đó là mình nên u là cái cơ số của cái lũy thừa mà có số mũ lớn nhất. Cái cơ số của lũy thừa mà có số mũ lớn nhất. Thì ở đây số mũ lớn nhất là mũ 5 thôi. Vậy thì mình nên chọn u là gì? X mũ 3 cộng 2. Mình nên chọn u là x mũ 3 cộng 2 nhé. Đây u này. Đó. Và thì bây giờ này mình sẽ được. Thôi. Đây coi như là u mũ 5 đấy. U mũ 5 thì phải du nhá. U mũ 5 thì phải du. Ở đây mình không coi hàm số hàm x nữa. Mình coi hàm số hàm u mà. U là x mũ 3 cộng 2. Và chia cho gì nhỉ? Chia cho u phẩy nữa. Chia cho u phẩy là chia cho cái đạo hàm này. Là 3x bình. Đạo của 2 hết nhá, đạo 2 bằng 0. Thì x bình ở đây này. X bình ở đây hết. Rồi. Và nó sẽ còn lại là 1/3 này. Hệ số 1/3 rút ra ngoài đúng không? U mũ 5 du. U mũ 5 du thì lại bằng bao nhiêu đấy? U mũ 5 du lại bằng 1 phần đúng rồi, 1/6. U mũ 6 đúng không? Cộng C. Đó, thêm một dòng nữa để nhẩm luôn thì đỡ mất một dòng. Nên nhẩm nhiều hơn nhá, viết ít thôi. Viết nhiều không tốt nhá, viết nhiều không tốt cho toán. Phải cẩn thận đâu, cái việc này nó không chứng tỏ cẩn thận, chỉ chứng tỏ là các bạn tính toán chậm. Rồi, viết càng nhiều ra càng dễ sai, nhưng nhẩm nhiều hơn. Ok, tiếp tục. Nào, bây giờ đến lượt các bạn nhá, làm câu D. Rồi, ok, chuẩn. Rồi, bài coi u là 2x bình cộng 1, chuẩn rồi. Thì đây phải là D của 2x bình cộng 1. Để chia cho u phải chia 4x. Thì x ở đây triệt tiêu. Phải rút 1/4 ra ngoài. Thì coi như là u mũ 5 du đấy. Cơ bản thôi đúng không? 1/6 u mũ 6. Rồi. Câu D. Câu E. 3 chia cho 2 trừ x mũ 5. Nào. Đầu tiên mọi người đưa về dạng mũ đã. Viết từ từ nhá. Nhân 1 chia cho 2 trừ x mũ. Tách cái này ra đúng không? Thành 3 nhân 1 trên 3 nhân với 1 chia 2 trừ x mũ 5. Và bộ trước mình rất lâu rồi mình đã học rồi trong mưa mũ học rồi. 1 trên u n thì bằng trừ n đúng không? Thì ở đây mình sẽ được là 3 nhân với 2 trừ x mũ âm 5. Đấy. Rồi, số 3 chuyển từ đấy sang du nhá. Quên chuyên đổi về du này. À, u ở đây chính là 2 trừ x. Vậy đây nó sẽ là d 2 trừ x. Nhưng mà từ đấy sang du và chia cho u phải là ở đây chia cho bao nhiêu? Đạo hàm của cái này là bằng trừ 1. Rồi, vậy hệ số bằng bao nhiêu mình chính xác? Cái số hệ số ở đằng trước ấy thì nó là trừ 3 đúng không? Trừ 3 ra ngoài này. Rồi, nó là u mũ trừ 5 du, vậy nó sẽ là 1 trên trừ 5 cộng 1. 2 trừ x. Và mình nên đưa nó về nó không đưa về dạng này đâu. Vì đầu tiên nó ở dạng này. Nó là dạng 1 trên u mũ n thì mình sẽ cần phải đưa nó về dạng 1 trên u mũ n dạng của đề bài. Đó, vậy thì đây mình sẽ được thứ nhất là giúp gọn này, đây là 3/4 đúng không ạ? Nhá, 3/4 này. U mũ trừ 4 ngược lại nhá, bằng 1 trên u mũ 4. Vậy ở đây nó sẽ bằng là 1 chia cho 2 trừ x mũ 4 cộng C.
Ở đây mọi người có thể rút gọn luôn ở đây có thể nhân là luôn này, 3 trên 1 mẫu chung là 3 này. Tử số bằng 3. Đó, mẫu là cái này. Đó, thì đáp án trong đấy học đó để dạng này. Đó, thêm một bước nữa thôi. Ok nhá, thì đấy là câu E. Rồi. Nào, câu này thì mọi người phải thử thôi. Phải thử thôi. Theo nếu mà chọn U nó hợp lý thì bạn ra cái hàm số cơ bản luôn, ra nhìn được cái hàm số luôn. Thì đây mình nên chọn U là gì? Là làm được câu này rồi nhỉ? Chọn U là gì thì hợp lý? Đúng rồi, chọn U ở lên x cộng 3 nhá. Mình nên chọn U ở lên x cộng 3. Bây giờ mình thử này. Nên nhân với cả lên x cộng 3. Đây nó phải là D của lên x cộng 3 đúng không ạ? D anh đi x ở đây x ở dưới mẫu này tự ở trên đây là dạng gì nào một u du ba u du một trên mình có được là một trên tăng gì nào ở đây nó sẽ bằng len trị đối của len x cộng 3 u là len x cộng 3 nhá. Này về mũ đã còn nhớ căn bậc 2 là mũ gì đó căn bậc 2 là mũ mũ 1/2 đây là 2/7 đó u chính là 2/x cơ u chính là 2/x vậy đây là d của 2 chữ rồi mà từ dx sang du thì phải chia cho u phẩy nữa là chia cho mấy nhá chỉ cho âm ba rồi hệ số nhầm luôn này 1 chia cho 1/2 cộng 1 1/2 cộng 1 là bao nhiêu nhỉ ở dưới mẫu ấy 3/2 nhưng mà 1 chia hết ngược lại 2/3 mũ 1/2 cộng 1 là mũ 3/2 cộng C em mình sẽ được là -2 nào đưa căn ban đầu nào bài hôm trước mình học rồi đó là căn bậc 3 của cái mũ 2 hay là căn bậc 2 của cái mũ 3 căn bậc mấy căn bậc 2 đúng không sẽ mỗi là căn nhá căn bậc 2 đây rồi ý B tương tự đó đấy đưa chuyển DU luôn D của 1/2 và chia -2 rút hệ số ra ngoài chỉ 1/2 rút ra đây là 1 chia 3/4 cộng 1 1/2x mũ 7/4 cộng đây triệt tiêu cái rút gọn được là -2/7 cái này chính là căn bậc 4 nhá 1/x mũ 7 rồi bài làm chuẩn C hai chia cho căn bậc 2 của 3 nào đưa cái này về dạng mũ nào hoàng đúng không mũ ơi cái này là bao nhiêu 1/2 á 1/2 ở dưới mẫu thì đây nhá thì đúng đây làm lại một lần nữa đây cái này là 3/x mũ 1/2 đúng rồi nhưng mà lại 1/u mũ n bằng u mũ vậy đây nó đúng ra là phải là 2 nhân với cả 3/x mũ 1/2 đó bởi vì các mọi người hiểu đúng không căn bậc 2 là mũ 1/2 nhưng mà ở dưới mẫu nhé 1/u mũ 1/2 thì bằng 1/u mũ n bằng u thì chia cho -1 hệ số ra ngoài ở đây mình là -2 này và nhầm nhá 1
trừ 1 phần 2 cộng 1 mình được là 1 phần 2 cộng 1 mình được là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 cộng 1 là 1 phần 2 nhân với cả 1 phần 2 cộng 1 là 1 phần 2 cộng T sẽ được là trừ đó. Xin 3x nhé, nhiều chữ x mọi người bổ sung. Không thì lượng không có lượng ra thì phải lượng ra. Vậy đạo hàm của x mình được, đạo hàm của sin mình được cos x, thì cái cos x ở đây này, cái cos x ở đây triệt tiêu này, đây là u n du nhá, u 3 du đấy, không hề lượng giác một tí nào đâu. Nó được gì nhỉ, 1/4 u 4 đúng không, cộng c nhá. Đó, ở đây mình sẽ được là 1/4 u là sin sin 4x cộng c đây. Thì b u là đây du, phải chuyển du, dx thành du, phải chia cho trừ sin nhé, cái làm lần nữa trừ cos mũ 5 x này, để cos x thì đây chính là u mũ 5 du nhá, vậy nó bằng là 1/6 đúng chưa, chúng ta biết rồi, mũ 6 đó, lượng chắc nhá, là dạng hàm bình thường đấy, hàm cos số 1 đấy. Không được làm như này đâu nhá, không được làm như thế này đâu nhỉ. Cái này là nhiều bạn tách ra thành là 2 cos x nhân với cả 1 trên sin bình đúng không, đấy đúng không, xong rồi nguyên hàm của 1 trên sin bình thì bằng trừ cotan đấy, xong rồi cái 2 cos x này nhá, không được nhá, bởi vì đây là hai hàm số nhân với nhau à, bị hàm số nhân với nhau không phải bằng nguyên hàm từng cái đâu, nhân với nhau nó không phải đâu nhá. Đó, câu này không phải là làm như thế này. Thế nhiều bạn như vậy nào, câu này thì làm thế nào này, câu này thì đầu tiên mình đấy à, từ đây gì giờ dạng câu này d của sin x câu này đúng không, câu này là 1/u bình nhá, du câu này là dạng 1/u bình du, công thức là gì đã, 1/u bình du công thức là gì đã, trừ 1/u cộng c đúng không, cái u là gì nào, cái cos 1/sin bình 1/u bình, cái u là gì đấy, u là sin x không, vậy đây là d của sin x rồi à, từ d sang du phải chia u phẩy nữa, chia u phẩy nữa, đạo hàm của sin mình được cos x, đạo hàm của sin mình được cos, thì cos x ở đây này, cos x ở đây triệt tiêu này. Rồi, số 2 để nguyên đúng không? Đây này, 1/sin bình x, 1/sin bình x, d sin x, nó chính là 1/u bình du nhá. Vậy 1/u bình du, u là sin x thôi. Vậy nó là -1u nhân với cả -1/sin cộng c. Đấy, nó chính là -2/sin x. Ý c. Đây bạn ấy chọn u là 3+2x để 3+2x chia cho 3 triệt tiêu. Vậy nó còn 1/u du đây u cộng c. C nhá. À, đối với bài này thì bài chọn rồi cộng à 1/u du vậy lại chỉ có u cộng c ở đây. Cái x bình cộng x cộng 3 này, luôn dương nhá. X bình cộng x cộng 1 đã luôn dương rồi, bình phương thiếu ấy, đã luôn dương rồi. Còn x bình cộng x cộng 3 chắc chắn là lớn không. Vậy thì ở đây trong các bài chơi thi học có thể nó sẽ không cần phải chỉ đối này, mà nó chỉ giống hoặc thường thôi, bởi vì nó dương mà. Thế bỏ chỉ đối này. Đây.
Ồ, câu này vẫn làm như vậy thôi, đó là ở đây. Đây. Các bạn coi U là 1 cộng em UX. Vậy đây là D của 1 cộng em UX. Thì phải chia cho U phẩy. Cái này là 1 hết làm của em UX này. Thì em UX ở đây và em UX ở đây tự chỉ tiêu này. Đó, vậy thì nó sẽ là U D EU, vậy nó lại là len U cộng C. Nó thêm một tí nữa là EMX thì luôn dương nhá. E là nhiều cũng dương, một số đã dương bao nhiêu ấy chẳng nữa. Một nữa. Dương rồi. Để có thể bỏ chuyển đổi đi được, một thường thôi. À, cái nào mà luôn dương thì mình có thể bỏ chuyển đổi đi được. Tiếp nhá. Ý B. Đó, 3 trừ em của 2 thì không không chắc là nó xương vậy, vẫn để chuyển đổi nhá. Thì ở đây muốn nói thêm một chút nữa này, đạo hàm của em của 2x, đạo hàm của em của 2x thì là em mũ 2x nhân với cả 2 nữa nhá. Đó. Em u mà u phải. Đó, thì đằng trước đồ trừ có em gì rồi? Đúng rồi, ok. Đây nhá. Thì tạm máy đổi thành sin chữ cos. Và U mình theo kinh nghiệm những bài trước đúng không? U là những cái mẫu không? U là mẫu đúng D của codex. À, mà từ đấy là hàm cốt biệt sin nhé. À, cốt biệt một chữ U đấy. Chỉ có U là codex. C. Ok, tiếp. Sáu rồi. Trước khi mình làm mình có dùng hai bạn dùng hai u d u nhắc lại một lần nữa nhá cho thuộc nhá. A u d u nguyên hàm mình sẽ được là a mũ u chia len a đúng không cộng c và nguyên hàm em u d u thì bằng cái này dễ nhất thì bằng em u thôi cộng c. Rồi, bây giờ làm câu A này, làm bì A này. Hàm của E mũ 2X cộng 3 DX. Rồi, nếu bài buổi trước ấy, thì mình bắt buộc phải ép nó về ẩn X, ép về mũ X, nhưng bây giờ không cần ép về mũ X nữa. Ở đây U chính là 2 trừ 2X cộng 3, U chính là 2X cộng 3, vậy đây nó sẽ được là DU nhá, D của 2X cộng 3. Nhưng phải chia cho gì nhỉ? U chính là 2 cộng 3 đúng không? Đây thì dùng cái này là em U thì phải DU nhá. À, U đây là 2 cộng 3 phải chia cho 2 đúng rồi, chia cho đạo hàm này thôi, chia cho 2. Vậy thì đây mình rút 1 phần 2 ra ngoài này. Rồi em U DU thì bằng em U cộng C, em U 2 cộng 3 cộng C. Ý B nhá. 6 mũ 4 chữ bãi DX. Vậy thì coi U là 4 chữ bãi đúng không? Đó là 6 này. 4 chữ bãi. Đây phải là D của 4 chữ bãi. Thì phải chia cho U phải. Đạo hàm của cái này. À một cái này mình được âm 3. Rồi rút chữ ra ngoài này. Đây là U mũ am U DU. Đây. Am U DU thì bằng am U chia len A. Vậy nó bằng 6. Am U này chia len 6 nhé. C. Rồi có thể thêm một dòng nữa nhân ra thì mình được là trừ 6 mũ 4 chữ bãi chia cho 3 nhân 6 cộng với cả C. Rồi. Chỉ tiêu được cái gì không? Rồi. Hết số ra rút ra ngoài. Am UDU. Nào 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 không phải. Am UDU. Am UDU thì bằng Am U chia len A. Đây phải làm chuẩn này. Rồi, đúng. Rồi, ở đây bạn ấy coi U là x mũ 3 cộng 6x thì đây là D của x mũ 3 cộng 6x thì
khi mà đạo hàm nữa, lẽ ra nó phải là 3x bình cộng với cả 6. Thì đấy bạn rút số 3 ra ngoài đấy thì mình được là x bình cộng 2. Để x bình cộng 2, x bình cộng 2 ở đây triệt tiêu này. Đó, ở đây mình còn 1/3 đúng không? Thì sau đó thì a mũ u du thôi, thì bằng a mũ u chia lên a. 5 mũ cái này chia lên 5 cộng c, công thức thôi, đơn giản. Ok nhá, tiếp 7 nào. Rồi. Câu này thì coi u là gì đây? Coi câu này thì các bạn nhìn thấy là nó có, mình sẽ đưa về sin u du nhá. Sin u du hoặc là cos u du. Ô lại một lần nữa nhá. Sin u du thì bằng gì? Nguyên hàm sin u du thì bằng trừ cos u cộng c. Cái này thế là c đúng không? Nhưng mà đây vấn đề đó là đây có hai cái, một là 2x hay là 3x, thì chọn cái gì là u đây? Thì nó là cả hai nhá. Có nghĩa là mình phải tách cái này ra thành hai cái nguyên hàm. Sin của mình được phép làm thế đúng không? Nguyên hàm của hai hàm số cộng trừ với nhau và nguyên hàm của từng cái được cộng trừ với nhau. Vậy nó bằng nguyên hàm của sin 2x này. Thì đây phải là d của 2x đúng không? Rồi dh thì phải chia cho 2 trừ đây u ở đây là 3x nhá, thì đây phải là d của 3x chia cho 3, thì ở đây 1/2 rút ra ngoài này, sin u du, sin u du nguyên hàm sin u du thì mình được là trừ cos u cộng c, vậy nó là trừ cos của 2x, 33 triệt tiêu này. Cốt u du rồi, cốt u du đẹp rồi, vậy nó sẽ là dấu trừ thì có sẵn nhá, không phải là bằng trừ sin đâu, nguyên hàm của cốt mình bằng sin, vậy đây là bằng sin của 3x cộng với cả c. Đây. Tiếp câu b, g đánh số hơi linh tinh một tí. Thứ hai đúng không? Nào bây giờ mình coi u là gì đây? Coi u là không phải cos 3x nha, không phải u là cos 3x, u là 3x thôi, u là 3x thôi. Bởi vì nếu ấy, nếu mà coi u là cos 3x thì nó bị vấn đề như này. Ví dụ là u là cos 3x chẳng hạn, muốn đưa về nếu mà cos 3x thì ý tưởng là chắc là u bình du. Rồi nhưng mà nếu mà coi u cos nhá thì ở đây mình phải chia u phải đúng không? Là chia cho trừ 3 sin 3x. Đây. Đó thì ở đây mọi người bị thấy này nó bị vướng, không bị triệt tiêu. Nó triệt tiêu mất cái sin 3x ấy cơ. Thì mình thì câu này phải đúng. Thì nó mới đúng là một triệu u bình du. Đó thì nó phải triệt tiêu mất cái này đi, nó không được phép thừa nhá, phép thừa sin 3x đâu. Đó vậy thì ở đây mình chọn u là cos 3x thì là không hợp lý. Mình chỉ chọn u là gì thôi thì là hợp lý. Chọn u là 3x. Mình chọn u là 3x thôi. 3 này. Là ở đây mình sẽ đưa về dạng là 1 trên cốt bình u. U là 3x mà. Ở đây 1 trên cốt bình u du thì lại hợp lý. Thì bằng gì nhỉ? 1 trên cốt bình u du thì bằng tan u cộng c đúng không? Ở đây mình được là chưa? Tan của c. Đó. 8. Nào tập trung mình ra nó có cái ý chung này, đó là mối quan hệ giữa ba biểu thức nhá, f lớn x, fx, f lớn x, fx và f'x thì đi theo chiều từ trái sang phải, đây là chiều đạo hàm, đi theo chiều từ phải sang trái đi ngược lại là chiều nguyên hàm. Rồi không phải lúc nào mình cũng nguyên hàm nhá, có lúc mình sẽ đạo hàm đấy. Bây giờ mình xem đề bài cho cái gì và hỏi cái gì thì mình sẽ biết là mình cần phải nguyên hàm hay đạo hàm. Đọc đề bài nào. Đề bài cho cái gì nào? Đề bài cho cái gì đã? Cho một trong ba này cho cái gì đã? Cho f'x cho cái này. Đề bài hỏi là f của pi trên 4 đúng không? Đề bài hỏi f của pi trên 4 nghĩa là fx thay f của pi trên 4 vào. Bây giờ hỏi fx nhé, hỏi cái này. Cho cái này, hỏi cái này, đi theo chiều gì? Cho cái này, hỏi cái này. Đi theo chiều nguyên hàm đúng không? Đi theo chiều nguyên hàm. Nhưng mà có bài ví dụ nhá. Đề bài này cho cái này, cho f lớn x, cho f lớn x rồi mà lại hỏi fx thì bây giờ mình phải đi theo chiều gì? Đạo hàm ấy nhá. Đó, dạng trước. Vậy thì đây mình sẽ có được muốn tìm này đúng không? Muốn tìm f lớn x. Là mình sẽ có được fx thì bằng nguyên hàm
1 trừ đi 4 sin 2. Nào, nguyên lai 1 thì không thể đổi gì cả, nguyên lai 1 thì bằng nguyên hàm của 4 này. Có gì? U là 2 cơ. Vậy đây là D của 2x phải chia cho 2. Đó, và nó bằng x này. 4 với cả 2 ở đây là còn nguyên hàm của sin được gì nhỉ? Đây là sin UDU rồi, còn sin UDU trừ cos đúng không? Đây là cộng đúng không? Trừ có sẵn nhá, cộng với 2 cos 2x cộng c. Rồi, và đề bài sẽ cho mình một biểu thức để tìm lúc cái c này. Đó là đề bài cho f0 đấy, f0 bằng 10. F0 có nghĩa là mình cho x bằng 0 ở đây. Chỗ nào x bằng 0 à? Mình được là 0 cộng với 2 cos 2 nhân 0 nhá thì là 0 cộng c bằng 10. Cos 0 bằng bấm mới cho nó nhớ đó. Cos 0 bằng không phải cos 0 bằng 0 bằng 0 đâu nha. Cos 0 bằng 1 nhá. Đó, cos 0 bằng 1, 2 nhân 1 là 2 đúng không? C bằng 10. Vậy từ đây mình đặt C bằng 8. Đặt C bằng 8 ở đây. Rồi, vậy đây chính là F đầy đủ của mình. Và cuối cùng thì bài nó hỏi là F của pi trên 4. Có nghĩa là mình lắp x bằng pi trên 4 vào đây. Pi trên 4 cộng 2 cos nhân luôn nhá, 2 nhân pi trên 4 thì mình được là pi trên 2 cộng 8. Không. Cộng 8. Rồi đây là kết quả của này.